Hello mọi người, hôm nay mình quay cái miếng vườn phía sau ha. Mình nói miếng vườn á, thật ra không đúng đâu. Cái này là một cái khoảng đất trống mà người ta xây rào xung quanh hết á mọi người. Ở đây có cái nhà kìa, cái nhà này thì lâu rồi, người ta bỏ nó hư luôn mọi người. Họ xây tường kiên cố lắm nha. Mọi người nhìn thấy bờ tường cao kìa, đã không? Bây giờ nhìn bên dưới á, bây giờ rau muống nó mọc lên um tùm luôn, rau tươi xanh luôn đó mọi người ha. Đây là cái phía sau nhà mình, đang ở đó đó mọi người nhìn nè. Đó, bên đây là cây chuối đó, chuối nó mọc tự nhiên mọi người, mọc tự nhiên. Rồi mấy cái cây thiệt là cao vậy đó. Nói chung cái khu vực này giờ lâu lắm rồi không thấy ai đụng tới. Phải như nhà mình có được cái miếng đất mà rộng thế này cất nhà ở chứ thoải mái ha, nằm mơ thôi. Mọi người thấy không nào, nhìn nè, cái rau nó xanh tùm nè, nó tự mọc lên. Mọi người có xen cỏ nữa nha mọi người ha, xen cỏ nữa. Đằng kia kia kìa, có cây chuối này mọi người đó. Thì khi mà mình ở vị trí này mình nhìn á, thì đôi khi á là chiều chiều có chim nó bay về, nó đậu ở trên mấy cái ngọn cây ấy, mọi người. Cây này cao lắm nha, chắc tầm 20 mét hơn á, cây gì trời mình cũng không biết nữa. Đó, nhìn đã mọi người ha. Đó, vậy chứ lâu lâu thấy cũng có người họ vào họ bắt, bắt cá, bắt ếch cóc gì đó, mình có rành gì đâu. Rồi bye bye mọi người nha, quay 2 phút chơi thôi.